Bước thứ ba nữa đó là chúng ta phải tùy chỉnh ở trên cái phần mềm mà gõ tiếng Việt. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn gõ tiếng Việt trên MapTime và một số cái thao tác mà có thể sẽ giúp các bạn gõ tiếng Việt nó mượt mà hơn. Thì trước hết là để gõ tiếng Việt trên MapTime, chúng ta cần phải trải qua một vài cái bước như sau. Đầu tiên là chúng ta cần phải cài cái phông bổ sung, đó là chúng ta sẽ cài cái phông VNTime. Đây, để cài phông này thì rất đơn giản, các bạn sẽ vào cái trình duyệt. Đây, các bạn vào trình duyệt, sau đó các bạn gõ cái tìm kiếm cái cụm từ là đây, mình sẽ làm thế này. Từ đây chúng ta sẽ gõ cụm từ là .vnsite, sau đó thì click luôn vào cái link tải miễn phí .vn này. Sau đó thì các bạn click vào cái download và click vào cái chỗ này để chúng ta sẽ tải cái phông đó về. Thì ở đây mình tải rồi, ở đây mình tải rồi. Mình vẫn lưu nó chỗ này. Đây. Mình sẽ mở cái folder mà lưu trữ nó lên nhé. Đây. Sau khi tải xong thì các bạn sẽ được một cái file nén như này. Chúng ta cần phải giải nén nó ra. Chúng ta sẽ click vào và chuột phải chọn giải nén vào một cái thư mục có cùng tên. Đấy, cùng tên là phông gạch ngang VNSite. Sau đó các bạn click vào cái click mở cái thư mục này lên. Đến cuối cùng nó ra chỗ này là được đấy. Chúng ta sẽ không cần phải cài hết mà chúng ta chỉ cần cài cái phông .vnsite thôi. Các bạn sẽ gõ vào tìm kiếm ở chỗ này. Gõ vào cái ô tìm kiếm trên này .vnsite. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn cái đầu tiên, đây cái phông.vnsite là cái này. Chúng ta sẽ click đúp chuột vào nó để cài đặt. Trên này cửa sổ hiện ra thì các bạn click vào cái install. Ở đây mình cài rồi cho nên nó hỏi là có cài tiếp hay không, có cài đè lên hay không, có thay thế hay không, thì mình ấn yes. Thì sau chờ một lúc thôi là nó sẽ chạy xong cái này. Và khi nào cái nút install ở đây nó bị mờ đi thì có nghĩa là chúng ta đã cài thành công cái phông đó rồi. Chúng ta đóng cửa sổ này lại. Kết thúc bước thứ nhất. Chúng ta chuyển sang bước thứ hai, đó là chúng ta sẽ tùy chỉnh cài đặt ở ở ở MapTime. Cụ thể như nào? Đây chúng ta sẽ vào cái style. Chúng ta sẽ vào cái style. Chọn tới cái define. Mình mặc định nó sẽ ở cái cửa sổ là cái simple này, nhưng mà chúng ta cần phải click sang cái thẻ nâng cao để chúng ta tùy chỉnh. Và khi chúng ta cần gõ tiếng Việt thì chắc chắn là lúc đó chúng ta sẽ phải gõ văn bản rồi đúng không? Cho nên chúng ta sẽ không cần phải tùy chỉnh ở chỗ khác mà chúng ta cần tùy chỉnh ở cái văn bản này thôi. Chúng ta sẽ tùy chỉnh ở cái text và thay cái phông ở đây thành .vnsite. Thay thế thôi là được. Sau đó chúng ta ấn apply và ok. Đó. Thế xong cái bước tùy chỉnh trên MapTime rồi nhá. Bước thứ ba nữa đó là chúng ta phải tùy chỉnh ở trên cái phần mềm mà gõ tiếng Việt. Ở đây mình sử dụng cái YubiKey. Đây, ở đây mình sử dụng YubiKey. Thế cho nên là mình sẽ tùy chỉnh ở trên này. Và chúng ta sẽ đổi cái bảng mã. Ở đây bảng mã đang là Unicode và mình gõ theo kiểu tiếng Việt là theo kiểu gõ là Telex. Nên mình chuyển cái Unicode này về cái TC-VN3. Đó, chúng ta đóng nó lại. Mà không cần đóng, chúng ta để im này thôi cũng được. Có một cách khác có thể cho phép chúng ta chuyển nhanh hơn, đó chúng ta sẽ ấn tổ hợp phím là Ctrl Shift F2 là sẽ chuyển sang đây, hoặc là Ctrl Shift F1 thì quay về cái Unicode. Ctrl Shift F2 sẽ chuyển sang TC-VN3. Đó, và chúng ta kết thúc bước thứ ba. Bước thứ 4 là chúng ta chuyển sang chế độ gõ tiếng Việt thôi. Chúng ta sẽ gõ cho text nhá. Đây các bạn click vào cái style và chuyển sang chế độ gõ văn bản thì có thể sử dụng tổ hợp phím là Ctrl Shift E, Ctrl Shift E đấy. Cộng với Shift và cộng với phím E để chúng ta chuyển. Đến đây thì các bạn có thể gõ được tiếng Việt rồi nhá. Sau khi chúng ta chuyển sang chế độ gõ văn bản đây rồi thì chúng ta sẽ gõ tiếng Việt được. Ví dụ như đây là để tất nhiên là chúng ta phải ở đây mình đang để là tiếng Anh cho nên là mình sẽ quay về tiếng Việt đây. Thế còn chuyển ngược lại thì sao? Ví dụ tức là chúng ta đang ở chế độ gõ văn bản mà chúng ta muốn chuyển sang chế độ gõ công thức toán ấy, thì chúng ta sẽ dùng tổ hợp phím sau, đó là Ctrl cộng với cả cộng, Ctrl cộng cộng. Các phím mà chúng ta cần phải gõ nó sẽ là Ctrl này cộng với Shift và cộng với cả cái dấu bằng. Đây, cộng với cả cái dấu bằng. Đây mới là các cái phím mà chúng ta cần phải gõ.
Thì gõ tổ hợp phím này để làm gì? Là để chuyển từ chế độ gõ text sang chế độ gõ ký tự toán. Chẳng hạn như đây mình như này, mình mà mình muốn gõ cái ký tự toán, chẳng hạn như là gõ cái biểu thức fx chẳng hạn, thì nó sẽ bị xấu như này đúng không? Nhưng khi chúng ta sử dụng cái Ctrl Shift cộng thì chúng ta gõ lại thì nó sẽ được cái chữ nghiêng. Chữ nghiêng này và cái phông của nó sẽ là phông Times New Roman. Cái còn cái chữ đứng này sẽ là phông chữ là VN size. Đấy thì nó sẽ khác nhau đấy, chữ nghiêng và chữ đứng. Rồi trên đây là cái hướng dẫn gõ tiếng Việt trên Mac size của mình. Nếu như có bất kỳ thắc mắc nào, các bạn thể comment ở ngay phía dưới hoặc là tham gia trao đổi trong nhóm toán cao cấp Erika Uni. Đâu nhỉ? Đây, nhóm này. Link nhóm mình để phần mô tả của video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.